này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ tiếp tục chơi blog post tiếp nè. Và mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Lúc mà trong thời gian rảnh, cái gì vậy? Trong thời gian rảnh á, Happy đã kiểu như là cài á, cài tới level 9 chuột luôn này, ghê chưa? Đó, rồi bây giờ anh mình nó đang xàm nè, đang tự nhiên đi lấy cái nỏ bắn mình nè mấy bạn ơi. Và mấy bạn ơi, rồi đây là ba trái ác quỷ của tụi mình nè. Wow, rất là đẹp luôn, một trái ánh sáng nè, trái băng với trái pom. Wow, thật là huyền gì, thật là hay. Cái gì á? Cái kilo. Wow, lửa quá, cất vô đi. Để mình sẽ cất vô nha, lưu trữ nè. Ủa mấy xíu nhất lộn ăn rồi đó. Đây, wow, mình có bốn trái ác quỷ nè. Thật là thần kỳ, thật là perfect. Rồi xong bây giờ mình sẽ đi lại đây để mình random đúng không ta? Ừ đúng rồi đó, bây giờ mình sẽ mua rồi trái kim cương. Trái kim cương. Wow, đẹp phải. Ê, cất đi. Cái này lưu không xịn láo đâu, lưu trữ. Là có 5 trái, ủa nhiều nhiều dữ hả? Thôi bây giờ đi qua đảo tuyết để mua cái gì ta? Kỹ năng tốc biến đi. Đâu? Ê dạ, tự nhiên đầu á. Thôi giờ đến lão khỉ rồi nè. Có một thanh niên ở đây nè. Niên đang cầm giấy ánh sáng luôn nè. Đâu? Đây nè. Ủa cái kiếm kìa. Kiếm của ánh sáng á. Ủa? Anh hay bị gì vậy? Đúng rồi, cái kiếm ánh sáng á. Ủa bay kìa. Ôi xa quá, mình đi lên đây mình chơi. Giết bạn đó luôn. Dạ, yeah. Bạn đó đã chết. Rồi. Đi xuống dưới đây nè. Mua xuống tóc biến nè. Mua cái gì chứ? Tóc biến, kỹ năng tóc biến. Đi học chứ. Đi học của hả? Cái ông Renly lúc trước nè. Lúc trước nghèo quá, không có đủ tiền để mua. Cái ông già ở trong đây nè. Đâu, ông già đâu? À đây, cái ông tên cửa hàng này đúng không? Đúng rồi. Nữa. Cái gì vậy? Cái gì tóc biến rồi đúng không? Đúng rồi. Tóc biến. Học 100. Mất 14.000. Rồi sao? Bây giờ có một kỹ năng. Giờ ấn chữ R. Nhưng mà từ từ. Để sao? Con chuột lên cái tường nữa này. Rồi ấn R. Oh, dịch chuyển được á. Hay dịch chuyển đi, dịch này chuyển nè. Chuyển nè. Đó. Ai? Ủa sao hết dịch chuyển được rồi? Thì nó phải hồi chứ. Không lẽ chuyển như Naruto gì? Kiểu ở đây cái xong qua đây liền luôn. Nhìn đây này. Non rồi. Đó. Hơi non. Nè Happy được nhảy dưới này nè. Wow. Nhưng mà nó tốn năng lượng. Đi đánh khỉ về tay. À chưa. Chỗ sao? Này cũng là chỗ để Happy farm nè. Ra đây nhận nhiệm vụ đi. Đâu? Nhiệm vụ chỗ thằng da đen nè. Đâu? Da đen ngay cái nhà nè. Đâu? Mù rồi. À thấy rồi nè. À da đen rồi nè. Nào cắt môi. Đâu cắt môi. Ủa đâu có tóc luôn. Rồi nó cái nó quả gì vậy? Băng cướp tuyết hả? Đúng rồi, băng cướp tuyết. Rồi, bây giờ đánh cái thằng này nè. Mặt nhìn cọc quá. Rồi, lấy cái kiếm ra. À, để xem. Ui, level 90 luôn. Level 90 đâu với level 90. Rồi, giờ đục. Xem đây này. Rồi, bùm, bùm ba vậy. Thôi, để đánh tiếng cho. Đây, 1, 2, 3. Ở đâu? Đó, đánh đi. Đây, đánh. Ơ à, sao cái con này nó còn vẫn còn nhiều máu à. Rồi. Ui nó bay kìa, nó giật lá quá vậy. Đó. Ây da 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 da. Rồi đó ba con đó. Còn mấy con kia nó tiêu rồi. Ui ha, chốt của ba bạn rồi. Rồi. Ui nhà mini nè, chuồng chó chui vô ở. Ôi đứng. Chui vô đây làm cái gì? Chuồng chó. Hiển chuồng chó chui vô chơi được. Nó tên là Indra. Cái chuồng chó. Nó tên là Indra, là con chó tên là Indra. Ừ thì con chó tên chuồng chó được chưa? Kệ cái con kia nó còn chưa mất máu nữa kìa, quánh ơi. Đó đánh đi. Chưa đánh hết nữa kìa. Còn kìa. Kệ đi. Còn quá chín máu luôn. Đánh, đánh dính cái con. Còn hai bạn. Đâu? Rồi a à, đây để dụ hai bạn rồi nha. Với hai bạn đi. Rồi xong. Yeah, lên đây mà 91 cái gì nhanh rồi, nha. Rồi nhiệm vụ tiếp đi. Nhiệm vụ hả? Thôi, nhiệm vụ đi. Đánh con tí đi. Không được đâu, chưa đủ level. Là sao? À là chưa được cấp á, chưa được cấp. Điểm đen. Cái này để giúp cho. Giúp gì? Rồi. Bắn lửa luôn. Đã
Ủa sao nó cháy kìa. Rồi lấy cái kiếm ra. Ui giọng một bản chích khác rồi. Đây, đây là cái chưa rời non. Ây da. Đâu. Rồi đâu? Đây, có hai bé ở đây à. Để qua cái. Đang. Hello các bạn. Đây, đây đây để dẫn ba bạn lại nha. Ba bạn này không được không được kiểu như là nhìn là biết không thân, ủa nhìn là biết thân thiện rồi đúng không? Trời ơi, vừa mới đi ngang cái tát ra cái nhìn cái là biết thân thiện liền. Hay đợi tí. Đó, đánh đi. Rồi, rời non. Rồi, một con kìa. Đó, nè, đây nó dăng rồi. Rồi, bạn rớt, té núi rồi. Té núi. Bên đây nè, ý. Đâu? Ở dưới này nè. Dám trốn như té đây. Té núi không đai hả? Dưới này nè, đó. Cung ba vậy? Tùi rù rù rù. Rồi, nãy giờ Pham có, khó quá. Lấy chám sáng ra đút vô mỏ đi. Ủa? Tự nhiên lấy chám sáng ra đút vô mỏ làm chi vậy? Để cho nó mới chứ. Cho nó mới hả? Ok. Xài cháy phụng hoàng này hoài. Ok. Ê ứng gì ra cháy mù chi á? Khó lắm. Nè. Non. Từ từ. Lên. Ăn chám sáng đi. Lấy ra nè. Ui dồi ôi. Cái con kia. Đâu chám sáng đâu? Ủa sao không thấy? Ủa sao lấy ra không được? Đâu chán sáng nào? Ấn chán sáng giờ ấn. Mở lên. Khoan để đi đi lại chỗ nào yên tĩnh chút coi. Xuống dưới đây nè, xuống dưới băng nè. Đâu khoan băng tí. À, thôi đứng ở giữa cái chỗ đó đi. Đứng ở cái chỗ cái băng đó. Đây đứng ở đây nè. Đó chỗ này nhìn nó. Nó yên tĩnh nè. Rồi. Giờ ấn chán sáng. Ấn vô lấy ra. Ủa? À quên đang cầm cái này. Lỗi. Rồi. À. Game bị lỗi rồi, không có lấy ra được. Ôi giời ơi, viên thuốc. Wow, có nằm trái luôn, bơ phẹt luôn. Nhưng mà trái ánh sáng này bị lỗi rồi, người ta đập không vô. Cho lấy ra. Đâu? Sao? Ủa mà sao bị lỗi á? Thôi để thử lấy mấy trái kia coi mấy trái kia lấy được không nha. Kim cương nè. Ủa tờ không lấy ra được. Rồi luôn, em lát. Bị sida rồi. Em bị âm binh. Những cái thuyền âm binh á. Không cái thuyền tân binh á. Bà lát bà xàm. À, lên đây đánh đi, lại vô đánh đi. Ôi giời, cái con này non. Tự nhiên với người ta đánh. Ui non, bài được không? À, lên đây đánh đi. Đâu, thấy cái này. Ở dưới này. Nè. Dạ khoan. Để xuống. Ê quên để nhận nhiệm vụ. Trời ơi. Thì đứng nó đi rồi luôn, chết ngắt luôn. Ủa sao nó chết? Mày biết. Cái cá bắn như đùng. Trời ơi. Còn một con đi trốn ở đây nè. Giết nó luôn. Đâu? Nhì quánh nó đi. Quánh nó cho em giả đầu nó đi. Đây. Lấy con này đánh được nè. Ở đây qua đây đánh nè. Qua đây nè. Ờ giả thêm hai đứa đi. Ba đứa rồi. Ok. Bốn. Để dẫn nguyên đám lại cho nó nhanh. Rồi. Còn đứa bên đây nữa nè. Bầm vui rồi, bốn bạn. Còn bạn đây nè. Đấy. Còn ba bạn nữa thôi. Rồi bạn non quá. Ây da. Ui thấy không nghiệp à. Kìa. Hai bạn nữa đúng không? Ờ đúng rồi. Rồi đánh thêm một em. Ủa rồi em đây nữa. Rồi đánh đi đánh đi. Ê thế còn đánh giá đi đánh một cái đi. Rồi đó còn một bạn kìa. Ui bạn kia té son. Bạn này nè. Đây, đánh đi. Ui tội nghiệp bạn quá, bạn bị té son hả? Ui dồi ôi. Tội nghiệp bạn quá đi. Ui dồi ôi, bạn kia bay luôn. Thì bị đứng té. Thôi nhậm vụ đi. Ui giờ mi 2 vậy nè, thôi để nâng cấp chế bot. Thế block mà. Ui chế block lộ. Đừng hết vô đi. Chung như nhà có những cái đu bạc nè. Rồi nói gì cho nó nghe. Chung vô đây nè. Cửa nhà nè. Cửa nhà hả? Vô đây. Đây. Nhảy lên. À có cái rừng trong trọng. Ủa? À đây. Trời biết rồi, lúc kia có đi có thấy rồi. Nhưng mà trong mặt con bé cái nhà có chút xíu sợ ấy. Nhận vụ đi. Nhận vụ con tuyết đi. Con tuyết hả? Chưa đủ. Sao? Con dê ti. 100 lận. Con dê ti nè. Dê ti 105. Gì kìa.
Đúng rồi. Ê, giờ đi qua đảo khác đi được không chứ chứ? Đánh thêm một lần nữa. Đánh thêm một lần nữa. Đánh một lần nữa là level 4, 95 luôn á, 96. Ôi giời ơi, anh hai ơi, sao không đánh thế thế? Rồi xong. Ủa, đánh đánh đi. Ôi giời ơi. Ôi sao ngã cái cây luôn rồi. Ừ, cái cây rác luôn rồi. Cây yếu. Đúng không? Cái cây hơi bị yếu. Cây yếu quá. À, đúng rồi. Còn một đứa ở đây nè, còn một đứa. Rồi đánh yếu nữa hả? Hello mấy bạn nha, bạn nhây với mình nè. Còn bạn ở đây nữa nè, ở đây nữa. Đây này đánh cho bạn này đai nữa. Rốt cuộc là mình đây, còn có nhít méo thôi. Một lần. Hai bạn đó, đó. Rồi. Đây giả cho một cái này. Đây đây đây. Ui giời ơi. Chụp tuyết. Chụp tuyết phiên bản lỏ. Rồi một em nữa nè, bạn nè. Đi đánh ra tùy thôi. Bạn này lỏ rồi. Rồi. Non. Rồi, đấy. Dỗ tiếp đi, chạy dỗ tiếp đi. Ôi, ủa, đi chỗ khác mà. Bên đây đánh ra tùy nè. Bên đây đánh ra tùy nè. Chẳng nhiên dỗ đánh mấy con quỷ đó hả? Đánh ra tùy, ở trên đây nè. À, con gia tùy hả? Mấy con gia tỷ không? Nè, con gia tỷ kìa. Non quá đi. Nè, con gia tỷ kìa. Quên tự nhiên gia tỷ nè, gia tỷ bên kia kìa. Thấy gia tỷ khủng lồ. Thấy phiên bản lắp lần lá luôn à. Ice. Nè, giả. Hờm không. Đó. Còn cái nịp. Cầm súng đập ra bắn luôn. Phi phai. Xong rồi. Đi leo leo non. Ui, hai đồng đọa à. Còn có chút máu à. Ui nó bay đâu rồi. Vậy đánh đi đánh đi đánh đi. Ê ê ê. Thôi nó không chạy lại, chạy lại lên. Nó kìa nó kìa. Đánh đi đánh. Rồi. Từ từ đợi, đợi hồi chiêu đi, đợi hồi chiêu. Ừ. Đánh xíu con cáo. Phai phai. Yeah. Lòng nắp gia ti. Rồi đi. A à, lên level rồi, 96 luôn. Nâng chỉ số đi. Non. Nâng chỉ số đi. Hả? Nâng chỉ số kìa. Nâng cái gì? Nâng trái boss hả? Ủa lộn, trái block hả? Ừ. Để lên lên đây, cái mấy bạn này nhây quá. Nên rồi đây đi trái block. Xong rồi đi thôi. Đi đây. Hey, đâu? Đi chơi, đi chơi. Đi chơi đi, đi chơi đi. Trời đất ơi. Lão nó lên đây, lên đây, lên đây nè, lên đây nè. Ôi nhìn cái mặt của ổng nè, nhìn giống anh hai vậy. Lý quân đội đúng không? Chui vô cái không, đâu có được nhận nhiệm vụ, level thấp quá đâu có nhận nhiệm. À, đi đâu? Đi vô trong cái núi lửa, bay lên, bay lên. Nhảy vô. Thấy thằng chó bẩn kia không? Chó đỏ hả? Con này con chó đỏ hả? Cái đó là con chó đỏ hả? Con chó đỏ gì ngộ quá. Xịt khói này. Chó đỏ ngộ. Đừng có nhảy xuống lava. Con chó đỏ ngộ hả? Chó đỏ. Con nó tên chó đỏ hả anh Hàng? Không, nó tên là Bắc Ma đi rồi. Vậy sao gọi chó đỏ? Thì nó bất chạy. Tụi nó tên chó đỏ. Nó giết ai á. Ê nó ngu quá, tự nhiên nó đi xuống lava nó tự hại nó luôn. Nhưng mà nó là người lava mà. Ủa vậy hả? Sao nó bị mất máu? Nó đâu bị mất máu đâu. Nãy mới thấy nó đi xuống nó bị mất máu. Không, còn có. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ai? Mất máu kìa. Ai? Đánh á. Rồi đuối, ui, ui, chạy đi, chạy đi. Này, cầm xuống đập bắn á. Để chạy lên chạy. Ê! Tụi nó là con chó nó màu đỏ. Gọi là chó đỏ. Đây, 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 đây. Đúng rồi, tâm cơ luôn, yếu xìu à. Đâu? Ui. Non quá rồi. Ai bắn á, bắn á. Ừ đúng rồi. Sao chị ơi, bay xuống lava này bắn cho nguyên cục nước mũi ơi. Ở dưới lava kìa, bắn nó. Yay, bung bay về. Đùi 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 đùi. Rồi đi tiếp đi, về nhà về nhà về nhà. Ủa sao đi về sa mạc ta? Về sa mạc đi, về sa mạc chơi. Sao nó bị hành sa mạc vậy? Không sao đâu, dạ, sao mặt nè. Trời ơi, vàng khẹ luôn. Vàng khẹ. Nhìn cái chỗ này nè. Đâu? Nhìn. Nhìn, nhìn, nhìn. Tự tự ơi. Non lắm, nhìn lại này. Nhé, yeah, đơn khoai.
Làm gì? Nhìn đấy thấy không? Thấy không? Tắm nghe không chết nữa rồi đó. Ôi ôi, người ta nhảy cái chết nhát rồi. Đó, người ta theo coi nhảy cái nè. Nhảy cái này còn nhí nè. Nè, chung nhìn cầm ổng à. Cầm ổng à, giọng bóp. Giọng thì chưa bóp nữa. Nhìn nè, nhìn hơi non. Đấy, hồi này ai? Ông yếu rồi kìa. Đâu? Qua ai đây, yếu? Qua cái chim cửa tháp chơi. Đâu, coi vô, thử coi vô được không? Dạ được chứ. Không, em vô được không? Chứ không phải là anh hai. Hiểu không anh hai? Tụi dịch chuyển vô cái gì rồi đó. Hồi xưa dịch chuyển vô được mà. Bây giờ đi vô đây, cái lỏ nè. Sô đu vô, ứng rờ để ba vô. Không, cần chi vậy ba? Ứng rờ ba vô vô dễ. Chạy nhanh quá, không vô được. Ai? Giờ được cái lỏ. Ui, ông da đen. Cái lỏ thì... Mấy người đang tìm gì vậy? Ai tìm mày đâu? Tìm mâm á. Tìm ông già rồi. Tự nhiên đi nấp vô kim tự tháp có hỏi cát không? Tự nhiên nói chuyện với ông nè, nói chuyện. Bạn vẫn chưa sẵn sàng, sàng đâu. Cái gì? Thôi cái ông này mà. Người ta ở đây người ta xịn sò bò. Người ơi, rồi giờ đây em sẽ đi vô cái tầng hầm bí mật giống cái của anh hai. Ủa, đây để thử coi nhìn đây này, non lắm. Rồi. Ê, ôi, tối nó qua được chứ. Nè trời ơi, có cái hố nè, một hai ba. Từ rồi. Ừ, để hồi, đợi hồi đi. Ok. Vui trong đây nè. Thấy gì không? Rồi. Ê! Ui! Rồi. Ui lại rồi. Lại lên trên luôn. Lại đi. Thôi đi ra đi chơi nè, có mấy bạn này lại chơi nè. Thôi nhìn này. Ê da! Nó băng luôn rồi kìa. Hả? Chết luôn rồi. Dám đánh mình hả? Nên. Mình chơi bạn này. Ê khoan, để bây giờ ăn cái trái ánh sáng đi ha. Ăn kiểu gì? Giờ bị lỗi rồi sao ăn? Ờ đúng rồi, lỗi rồi sao ăn? Ừ, vậy nó đánh kìa. Wow. Biến thành vật lỗ. Giọng. Thật ơi, tự ơi. Boom. No, bạn của Harry đây. Non. Bắn nghe, bạn Happy chết ngắt. Ui, xìu. Mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy đang đi cái tự nhiên á. Ủa đâu phải tự nhiên đâu, cái mình lượm được cái trái này nè. Là cái trái gì ta? Cái trái gì á? Cái trái trọng lực á, cái xong cái mình trọng không lượng. Ừ, trọng lượng. Mình không có ăn được nha, với lại tại vì mình bị lỏ. Và nếu như mà mấy bạn thích video này thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và giờ thì chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye. Từ. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.